Vâng, xin chào các bạn nha. Thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là import dữ liệu từ Excel vào Microsoft SQL Server. Thì đây là một cái bảng dữ liệu khá là dài. Nếu mà chúng ta nhập tay vào ấy thì nó mất mất là rất là nhiều thời gian và thỉnh thoảng là còn bị lỗi dữ liệu nữa ha. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái điều ấy. Và bên cạnh đó, trong video này mình sẽ là chỉ ra những cái lỗi thường gặp khi các bạn import dữ liệu vào. Những cái lỗi đó cơ bản như là các bạn không thể mở được cái file để import vào, các bạn không thể nào mà import vào và thấy được cái bảng xuất hiện lên ha. Thì trong video này mình sẽ là nói hết tất cả những cái vấn đề đó. Thì đầu tiên là mình sẽ là mong muốn import cái bạn học viên này vào. Rồi bây giờ chúng ta làm ha. Đầu tiên mình sẽ vào một Microsoft SQL Server. Mình click vào một là Connect nè. Thì các bạn lưu ý cho mình ở đây là chúng ta có hai loại để chúng ta connect. Một là Windows Authentication nè, thì chỗ này là không cần password và mật khẩu ha. Thứ hai là chúng ta là đăng nhập theo kiểu password và mật khẩu ở đây ha. Chúng ta lưu ý nè, ảnh hưởng cái chỗ phần này nó sẽ ảnh hưởng các bạn là chỗ phần import dữ liệu á. Rồi chúng ta nhấn connect. Ở đây mình mong muốn add cái bảng dữ liệu Excel chỗ là học viên này á vào thằng Database là quản lý học viên của mình. Thì để mà import vào chúng ta kích vào đây ha. Chúng ta ấn chuột phải. Rồi chúng ta đi vào tab nè. Tìm đến một import data. Rồi đợi một xíu thì cửa sổ làm việc này sẽ xuất hiện ha. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ là chọn đến cái phần là Microsoft Excel. Rồi, ở đây chúng ta chọn vào Browse tìm đến cái file ha. File của mình lâu là tên là 333. Click vào. Open. Đó thì các bạn cần chọn version cho đúng ha, chọn không đúng thì nó cũng báo lỗi ha. Rồi chúng ta nhấn vào Next nè. Đây là một lỗi cơ bản này ha. Lỗi cơ bản. Lỗi này là do chúng ta đang mở cái phần file này rồi cho nên là trên SQL Server nó không có mở được. Bây giờ mới chỉ là nhấn tắt đi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là nhấn Next lại ha. Đó. Đó là cái bước đầu tiên. Đến cái bước thứ hai, cái bước chỗ này nè. Thì thông thường các bạn sẽ là mắc lỗi như sau. Bây giờ mình sẽ làm cái lỗi đó nha ha. Các bạn tưởng chừng là các bạn đã thêm rồi nhưng mà nó lại bị lỗi, nó cần thêm lại thì bây giờ chúng ta sẽ thêm lại ha. Lỗi các bạn thường hay gặp nè. Chúng ta lại tiếp tục chọn một lần nữa vào Microsoft Excel. Sau đó chúng ta đi vào cái file chúng ta vừa chọn, chúng ta nhấn Open. Đó, chúng ta lại nhấn Next. Rồi chúng ta đến một copy data này ha. Chúng ta lại nhấn Next. Rồi, ở đây là chúng ta chọn cái gọi là cái file mà muốn ha. Ở đây là mình muốn cái file sheet là học viên trong cái file Excel đó. Rồi chúng ta nhấn Next. Hoặc chúng ta có thể là bấm vào Review ha, để xem trước. Đây, mình đang bấm nhầm vào cái biên lai này ha. Đây, bấm vào đây. Review. Đó. Thì đây là cái bảng học viên của mình mong muốn mình thêm vào ha. Đó. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ tiến hành là mình nhấn OK rồi mình tiến hành nhấn Finish. Finish. Ở đây nó đã báo là nó đã thêm thành công rồi ha. Nó đã báo là thêm thành công rồi. Nhưng mà là mình sẽ lên cho các bạn xem ha, tiếp ha. Và nhấn Close đi. Thì để mà xem được cái bảng dữ liệu đó thì thông thường các bạn sẽ phải là refresh lại ha. Refresh lại và table. Đó. Chúng ta đã add rồi, nó đã báo thành công rồi. Nhưng mà chúng ta không có thấy được cái bảng dữ liệu nằm đâu cả ha. Đó là cái lỗi mà chúng ta import vào chúng ta không thấy được cái bảng dữ liệu nằm đâu hết. Đó cái lỗi đó. Cái lỗi này là do chúng ta là chưa config chỗ kia ha. Chưa config chỗ kia. Thì bây giờ mình sẽ làm lại ha. Đầu tiên mình sẽ bấm vào quản lý học viên này. Phần này là rất quan trọng, các bạn cần xem chú ý kỹ ha. Phần test này. Vào một là import data này. Rồi, đợi xíu nó sẽ ra cửa sổ chúng ta là làm việc. Rồi, đây. Bây giờ các bạn lưu ý là từng bước chỗ này này ha. Nó cái dữ liệu nó được vào SQL Server hay không là nó quan trọng nhất ở chỗ này nè ha. Chúng ta là chọn vào Microsoft Excel. Chọn vào file của mình ha. File mình muốn import vào. Rồi mình nhấn Next. Ngay ở bước chỗ này nè. Rất là quan trọng. Nếu như các bạn đăng nhập vào SQL Server mà phiên bản loại Windows Authentication á. Cái chỗ đấy là mình không cần nhập. Không cần bất kỳ là password hay mật khẩu gì cả. Thì mình chọn Next luôn ha. Ở đây mình sẽ chọn vào cái mục là SQL Server Native Client nữa ha. Để mình đăng nhập tài khoản của mình vào để mình mới add được cái database vào ha. Đây. Đăng nhập tài khoản WhatsApp vào.
đó chúng ta sẽ nhấn nét ha. Rồi chúng ta tiếp tục cái bước này. Rồi mình sẽ tìm đến cái sheet của mình mà mong muốn mình ép vào. Nhấn vào review để mình xem trước ha. Rồi. Rồi ok ha. Thì bây giờ mình sẽ nhấn ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nhấn là nét. Rồi mình nhấn là finish. Finish. Đó. Rồi nó vừa rồi là báo ok rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là kiểm tra lại ha. Nhấn close. Sau đó là mình sẽ nhấn là refresh lại. Và một table. Đây. Thì các bạn học viên của mình nó đã được inbox qua này ha các bạn ha. Đó là cái phần lưu ý, nếu các bạn mà đang nhập phiên bản loại là không cần mật khẩu ấy, thì các bạn làm rất là ok, còn nếu các bạn mà làm những cái mà liên quan tới mật khẩu ấy, thì các bạn cần phải chỉnh như mình ha. Ok, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip này. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại một like và một subscribe ủng hộ cho mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.